Nếu con đau rồi con chịu khó nhé con nhé. À. Để lấy cho nó sạch đi. Tí nữa cần thiết cô bắn mụn hơn cho con xem. Em nó làm sạch sẽ hết rồi, giờ con chỉ việc ấy thôi đấy. Nhưng bé đi sang bên kia xe máy công ty kêu à? Người ta chuyển tặng. Hình như gọi cho cô bà cho con nhắn tin địa chỉ xong rồi người ta từ Vũng Tàu ra. Đúng rồi, đúng rồi. 8 kiện hàng.
Linh phải xem nhá. Không mở cửa được đâu. Hôm nay hai bạn này có phải làm gì không? Hai bạn Ninh này không phải làm gì à? Mới đi nặn mụn thôi à? Bạn bạn gái này có muốn khử thâm môi không? Cô đang tuyển mẫu này. Cháu ấy ạ. Ừ. Không phải đâu. Khử thâm đi con. Yên tâm là cô kèm. Thôi. Ừ.
con thường sản phẩm đấy được bao nhiêu lâu rồi con? Cháu ấy à? Chắc tầm 2 tuần cháu chưa được lấy. Hơn 2 tuần. Nhưng mà con ý con cô đang nói là con dùng cái sản phẩm đấy được bao nhiêu lâu rồi ấy? À. Gần à, 1 tháng. Trong con nó đậy mụn lên để cháu đi lấy ấy. Nó chỉ bào mòn da ra thôi chứ không có đẩy mụn lên. Nó bào mòn da nó mới hở mụn ra. Xong rồi mới thu cái cồi rắn này này. Con phải chịu khó đi lấy mỗi một tuần một lần với cái da của con thì mới nhanh hết mụn được. Chứ con đừng ngồi để chờ, không có cái gì chờ là con đẩy mụn lên đâu. Con cứ mỗi một tuần con đi làm sạch da một lần. Nó mới thơm thoáng lỗ chân lông. Nhiều lắm ấy. Cô nặn mấy cái nào chín cho con thôi nhá. Kiểu một tuần đi lấy một lần thì con lại lấy mấy cái chín. Yên tâm là tí nữa dùng iPhone thì cô gửi, cô quay sang cho con xem những con mụn của con. Con nào nó cũng như hạt cơm rang ấy. Mụn trái toàn thế. Vàng ươm. Cái này chữa sạch đi cũng lỗ chân lông cũng tuyệt lắm nha. Nhỏ lỗ chân lông lắm nha. Dạo này cô vào TikTok cô không được vào những cái không vào được các những cái trang review Chetilo, Zotilo, Obagi nữa rồi. Chặn mẹ hết rồi. Mấy ông bác sĩ sinh năm 1998 ấy, mấy ông bác sĩ trẻ tuổi sinh năm 2000 ấy. Xong rồi bị câm ấy. Dùng cái gì cho tốt cho da mụn? Nó bị câm ấy, nó chỉ thôi ấy. Mới đưa tay nắc đầu á. Có ông bác sĩ thì bảo khách là đi lấy nhân mụn về 3 ngày đầu không được rửa mặt. Chỉ bôi Chetino lên thôi. À, Zotilo lên thôi. 3 ngày đầu không được rửa mặt. Thế là cô comment vào. Cô bảo sau 24 tiếng rửa mặt bình thường. Ông bác sĩ cho cô hỏi là ông sinh năm bao nhiêu. Nó chặn mẹ mất rồi. Giá như những bạn mà bị mụn, bạn nào cũng biết là giống cô Âu ấy, bị một hai con mụn phải tìm đến chị Tuyết ngay thì
không đến mức độ như này, không chủ quan. Tìm đến chị Tuyết đến chị Linh ngay. Cô có mụn là có tìm Tuyết đến Linh ngay. Linh lớn 4-5 năm hành nghề không làm sao cả, nhưng mà lấy mụn duy nhất cho một người lúc nào cũng run tay. Chị Tuyết lấy đi cô. Bạn này thì chỉ cần gieo mụn với cả tế bào gốc thì mình vài bữa này hết thâm ngay. Linh nghe có bật điều hòa không hả Linh bé? Bật 20 độ cô ạ mà vẫn nóng. Bật quạt đi con. Nó bật bông tuyết hay là nó bật 20 độ của lò sưởi? Không biết mà điều hòa chỉ biết bật với tắt thôi, không biết gió là cái gì luôn. Tôi chỉ biết bật với tắt thôi, không biết gió hơi nước hay là cái gì luôn. Thôi buổi giờ ai người ta. Đúng rồi. Hả? Bạn mụn không? Cố gắng lên con. Đoạn này là thốn đúng không? Đoạn trên thấy rất bình tĩnh á. Đoạn này cố gắng lên. Không có thời gian để lên tay nữa rồi. Mím môi nào con. Con cứ thơm môi đi con ạ. Con làm mẫu phà ri. Cố gắng lên con. Chỗ này hơi đau.
tắt đi.